This is too cool. Thế gian này không thể thiếu.
Dù cuộc đời gió mưa đưa về đâu, Giê-xu cho lòng lương nấu cho tôi mỗi ngày giờ phút yên màu. Dù cuộc đời gió mưa đưa về đâu, Giê-xu cho lòng lương nấu cho tôi mỗi ngày giờ phút yên màu. Special song for a children's choir will be with us in the away in the manger. Chính Nhi sẽ cho chúng ta một hát away in the manger. Jesus, I'm praying.
English ministry is called O Come, O Come, Emmanuel. English ministry. English ministry called. Once again, we come to you this morning asking for your guidance and your wisdom. Lạy cha thánh của chúng con, thì giờ này chúng con đến một lần nữa để xin Chúa ngài hướng dẫn chúng con và cho chúng con sự khôn ngoan của lời ngài để chúng con học và làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta được cơ hội để học Kinh Thánh ở trong phần Thi Thiên 139 trong nhịp thi thuộc lòng Kinh Thánh. We had an opportunity to do an annual Bible memorization on Psalm 139. It's a wonderful song. It's a bit long, but
It's very poignant. Mặc dù thi thiên này hơi dài hơn một tí, do vậy nó có những điểm mà nó rất là sâu xa để cho đời sống của chúng ta. Và tôi biết là một số đông quý vị đã thuộc lòng phân đoạn kinh thánh này. I know that most of you have memorized this, but I want to take some time and make some good sense of it in outline matter, in an outline way. Để dành ít thời giờ để chúng ta suy gẫm, đặc biệt là chúng ta tìm hiểu trong một cái bố cục, cái dàn bài để chúng ta hiểu phân đoạn kinh thánh này. Cho nên xin mời quý vị mở ra Thi Thiên 139 và để trước mặt mình. Hoặc là quý vị có tờ chương trình đó, quý vị là phía sau, quý vị chuẩn bị để ghi chú ở trong đó. You have the bulletin with you in Vietnamese. If you desire to have it in English, maybe you should open a Pew Bible. We have some of those in the library as well. Quý vị mở kinh thánh của mình để ghi vào, hoặc là không có thì xem ở trong tờ chương trình. Phần đoạn kinh thánh này đó thì thật sự có thể chia ra 5 phần. With this Psalm 139, as for me, I would divide it into 5 sections, and each of these sections will become a main point in itself. Mỗi một phần như vậy là một cái ý chính của nó, và 5 phần cộng lại là cả ý của Thi Thiên 139, all 5 together, becomes the message of this psalm, or the Song of David. So the first section would be 139, verse 1 to 6. We would draw a line between 6 and 7. Phần thứ nhất sẽ là câu 1 đến câu 6. Phần thứ hai sẽ là câu 7 đến câu số 12. The second section would be from 7 to 12. And then the third would be from 13 to 16. Phần thứ ba sẽ là câu 13 đến 16. Phần thứ tư sẽ là 17 và 18. The fourth section would be 17 and 18, and lastly, the last section would be 19 to 24. Phần cuối cùng sẽ là câu 19 đến câu 24. So once again, 1 to 6 will be numeral number 1, 7 to 12, 2, 13 to 16, 17 and 18, and lastly, 19 to 24. Câu 1 tới câu 6, phần thứ nhất, câu phần thứ nhì là câu 7 đến câu 12. Phần thứ ba là câu 13 đến câu 16, phần thứ tư là câu 17 và câu 18, và phần cuối cùng là phần thứ năm là câu 19 đến câu số 24. Tôi nghĩ là thì giờ chúng ta đã đọc qua rất là nhiều thuộc lòng, suy gẫm, sẽ không có quên nó. Nhưng mà chúng ta để ý những phần này với những sự dạy dỗ như sau. We pay attention to some of the meaning, the teachings from this passage. We get away a little bit of the message of Christmas this morning, but when you come back to it, it's really all about the incarnation of our Lord Jesus Christ. Mặc dù sứ điệp của Thi Thiên 139 nó không có vẻ như cái sứ điệp của mùa Giáng sinh, nhưng chúng ta nhìn một cách chung kết lại đó, thì chúng ta sẽ thấy bao gồm cái hàm ý là sự nhập thể của Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên cái phần kinh thánh câu gốc là Mark đoạn 10 45. The key verse that you had was Mark 10:45. For the Son of Man came to seek and to save. Seek and save. Vì con người đến để tìm và cứu. Và đó sẽ là cái ý chính của cả Thi Thiên 139 này. That would be the major, the big idea of this Psalm 139. Phần thứ nhất chúng ta sẽ thấy câu 1 cái câu 6 tác giả nói ở đây đó là nói như thế nào Chúa thấy rõ và thấu triệt con người của chúng ta. As you look at the first 6 verses, you will see that the psalmist here, who might be David here, is saying that God has searched me, he has scrutinized me, and he has seen through me. He searched me, he scrutinized me, and he has seen through me. Chúa đã dò xét tôi. Chúa đã thấy rõ tôi. Và cái câu mà tôi muốn nói là Chúa đã thấu triệt tôi. Chúng ta thấy ở trong câu số 1 đây, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét. Ngài đã dò xét. Now he's flipping through the pages. He's reading between the lines. He's dissecting each words, not just from our mouth,
But the meditations of our hearts, He's seen through that. He's scrutinizing your soul and my soul. So as there never is a time when your thought that has escaped you will be unknown to God. Không bao giờ có một cái lời nào chẳng những là ra khỏi miệng của mình, nhưng là một cái từ nào hay một cái ý tưởng nào mà nó thoát khỏi tâm hồn của chúng ta mà Chúa không thấy rõ. Chúa thấy hết. Ngài đã dò xét tôi. Có ai hiểu mình hơn nữa hay không? Who would know us more than that? Perhaps you would wish that your spouse know you more. Or not. Có thể một số quý vị có người phối ngẫu ước ao là người phối ngẫu của mình hiểu mình hơn nữa. Nhưng mà thật sự một số quý vị đây có muốn người phối ngẫu mình hiểu tận cái tư tưởng, cái tâm lòng của mình không? Có dám không? Do you dare to say, oh, I wish my wife knows everything about me. Liar. No. Vì có những cái tư tưởng của mình không muốn người khác biết, kể cả người phối ngẫu, đặc biệt là người phối ngẫu của mình không muốn người phối ngẫu của mình biết. You have secrets in your heart. Secrets that even your spouse do not know. Oh my goodness, what if she knows? Nếu mà nhà tôi biết thì sao? What if he can read my thought? Well, a while back there was a movie. It's called What Women Want. There was this character who's got struck by lightning or something, and he can hear the thoughts of all the women. All the women. Có một cái câu chuyện cách đây cũng khá lâu, có nói đến cái người này bị sét đánh như thế nào đó không biết. Mà có thể nghe được cái tư tưởng của tất cả người nữ. Now, I don't know about you, but I don't want to hear what you think. I don't. Thật sự tôi cũng không muốn hiểu những tư tưởng của quý vị, quý ông bà. Không phải là tôi không có care, không phải là tôi không quan tâm. It's not that I don't care. It's that I can't do anything about it. I can't. I'll go crazy. Oh, I don't know if my hair is okay. All these split ends, oh my goodness. I don't want to hear your thoughts about your hair. Không ai muốn nghe những cái tư tưởng của mình, những sự suy nghĩ trong lòng của mình về thể diện, về quần áo, về tóc dốc của mình. Không cần. Nhưng mà Chúa biết hết. Kinh Thánh đó là sợi tóc trên đầu của chúng ta, Chúa cũng đếm rồi. He counted the hair on your head. Không biết các bà, các cô ở đây, ladies, do you know how many hair that you lose in a day? Các cô, các bà có biết một ngày quý vị, các cô mất bao nhiêu cọng tóc không? Từ 50 cho đến 100, đúng vậy. Từ 50 đến 100 mỗi ngày. Okay, so 50 to 100 each day, that's the average. Mà quý vị biết nó rớt từ chỗ nào không? 3 cộng ở đây hả? 6 cộng ở đây hả? 7 cộng ở đây hả? Quý vị biết nó rụng giờ nào? Do you know what time that you start to lose your hair? Nobody cares. Nobody. Không ai cần màng với cái việc đó. But God cares. God knows. Chú biết rõ cộng tóc nào, từ chỗ nào trong vị trí của đầu của mình rớt xuống. Cái bàn tay của chúng ta, just look at the fingers on your hand. Trên mỗi cái bàn tay nữa có dấu tay, the finger print. It is unique to you and you alone. Nó là đặc điểm của quý ông bà chị em mà thôi, không có ai có cái dấu tay giống như mình hết. Quý vị thấy cái lỗ tai của mình đó, cái vòng tai của mình, just feel your ear. Quý vị có thích không? Có thích cái tai của mình không? You like your ears? Some people stick it out like Dumbo. Có người thì dẹp lẹp, có người dài xuống lỗ tai Phật. No one has cái lỗ tai như mình.
không biết là nó đẹp cỡ nào hay nó vô duyên xấu xí như cỡ nào. Nếu mà có xấu thì cũng có mình xấu kiểu đó thôi. Nếu mà mình đẹp cũng có một mình đẹp kiểu đó thôi. You alone have that ear. Why? Because God took time in making your earlobes and your ear the way it is. Nếu mà Chúa để dành thì giờ để tạo chúng ta và để tìm hiểu chúng ta như vậy, thì không lẽ Chúa không biết cái tâm hồn của chúng ta? You don't think He knows your heart? He knows it. And you're like, oh, God, don't look at me, please. Just look away. Chúa nhìn chỗ khác đi. Chúa đừng nhìn con lúc này. Well, lúc này thì quý vị ngồi trong nhà thờ, Chúa nhìn con rồi. Ta-da! Chú nhìn con này, con đang ngồi trong nhà thờ này. Hồi nãy con hát thánh ca nè. Hồi nãy đó, cái mâm đi tiền đó con có dâng nó, chú có biết không? I put a little bit in there, God, didn't you see that? Well, this morning right now, maybe you want God to see you, but guess what? God sees all of it. All the time. All places. Chú thấy hết tất cả, mỗi giờ và mỗi nơi, chú biết. Ngài dò xét, He has searched you, scrutinized you, and seen through you. Chúa dò xét, Chúa thấy rõ, và Chúa thấu triệt chúng ta. Do vậy, Kinh Thánh nói đó, là trong câu số 7 đó, tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, where would I go to escape your spirit? I can't hide. I can't hide from you, God. Con không thể trốn Chúa được. Trốn đâu để khỏi mặt Chúa. Dù con có lên được trên trời, Chúa cũng ở đó rồi. Dù con trốn xuống dưới âm phủ, Chúa cũng thấy con được ở dưới đó. Hey, come out, what are you doing down there? Con làm gì dưới đó vậy? Con tưởng con trốn được mặt ta hả? Come on now. Chúa ở cùng và Chúa ban cho chúng ta tình yêu đó mà Chúa tìm, Chúa kiếm chúng ta. He sought me to save me. He sought me to save me. Chúa tìm và cứu chúng ta. Như bạn lấy cánh hừng đông, even if I put wings on and fly to the east or the west, to the ends of the sea, the ocean, right there, your hands will guide me. Your right hand will take charge of me. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi. Maybe we'll just wait by night. I'll find a dark corner. And I'll just hide in that dark corner. Tôi có kể cho quý vị nghe. Ở Việt Nam, ở trong xóm của chúng tôi, có một cái quán rất là đặc biệt. Nó gọi là quán trốn nợ. Quán trốn nợ is a debt hiding a person cafe. That you go in there, there's no light. There's no light in this cafe. I don't know how the waiter and waitress does it. They have little trees, little banyan trees everywhere. They have little tables under these trees. Có mấy cái bàn nhỏ dưới mấy cái cây bàn. Và họ đến đó họ uống cà phê. Chúng tôi gọi đó là quán trốn nợ vì không có thấy ai đó. You can't see anyone. It's really perfect for lovers, secret lovers or whatever the case they do. But especially for people who are trying to hide from other people because they know where you live, they go and search you out and say, hey, that thing. I walk by that and I'm scared of it because it's so dark. They wouldn't even put a candle on that table, that coffee table. But there are like dozens of tables in there and they're all sitting in a dark corner. Well, maybe you want to go into one of those cafes and hide from God. Không biết có ai muốn vô không phải là quán trốn nợ mà quán trốn Chúa. Nói Chúa ơi, I want to deal with God right now. I just don't have time for Him. I don't want Him looking at me. Tôi không muốn Chúa nhìn thấy tôi. I don't want the answer to God. Tại sao tôi phải trả lời với Chúa? Well, like it or not, dù mình thích hay không đi, He's gonna seek you out. Chúa sẽ tìm mình. Không đi đâu trốn khỏi mặt Chúa được.
He searched me. He seen through me. He sought me to save me. Ngài thấy rõ, Ngài thấu triệt và Ngài tìm để cứu chúng ta. Trong câu số 11 và 12 đặc biệt, nếu tôi nói rằng sự tối tăm chắc che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng của Chúa. As a matter of fact, thật sự mà nói, khi mà chúng ta trốn ở trong cái góc khuất của cuộc đời của mình, you hide in the obscure corner of your life. You know, when you hide from God, that just rings bells in heaven. It just rings bells. It's like, there's another person hiding God. Thiên sứ báo động lên. Chúa ơi, có mấy đứa nó trốn Chúa nữa kìa. Chúa đi tìm những đứa trốn Chúa đó. Mình càng trốn thì Chúa càng tìm. Mình trốn càng nhiều đó, thì nó báo động cho Chúa. There's something there. Something that's going on there. To seek you out. Not to search and destroy. Không phải tìm để giết, nhưng mà tìm để cứu chúng ta. 13, 14, 15 and 16. Câu 13 đến câu 16 nói: Vì Chúa nắng lên tôi, tâm thần và thể xác. He shaped me. He shaped me. He formed me. Ngài thành hình tôi. Thành hình chẳng những là cái thân thể này, mà cái tâm hồn của tôi. I don't like you. I'm not like you. And you don't like me. And you're not like me. But that's okay. Mình có thể không thích nhau, mình không giống nhau. Tôi không thích một số người không thích tôi vì chúng ta không giống nhau. But that's okay. Because that's how God made me the way I am. And God made you the way you are. I'm not saying that you don't change, you don't try to change for the better. Tôi không phải nói là mình không thay đổi cho tốt hơn. Mình không có cải thiện, không phải. It's okay. What about your attitude? Cái thái độ của mình sao? Cái tánh tình mình sao? Mình thừa hưởng những cái dấu tích đó, những cái đặc điểm đó từ cha mẹ ông bà của mình. But deep inside, sâu thẳm ở trong tâm hồn, Chúa thành hình mỗi tâm hồn của chúng ta. He shaped each one of our souls. There's no one like you. There's no one like you. Now, I'm not going to break out in song because there's a song. There's no one like you. Có cái bài hát không ai giống như mình. And I celebrate God for that. There's no one like you. There's no one like me. Why? Because God took time in making you, in making me, in making us who we are. Và tác giả ở đây nói là tôi được Chúa dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Tôi cảm tạ Chúa vì được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. In verse 14, I praise you, God, for I'm fearfully and wonderfully made. Some of us will look in the mirror and curse what we see. Có những người thì họ nhìn vào trong tấm gương và họ nguyền rủa cái gì họ thấy. But if I hear it says, I thank you, God, that you have made me fearfully and wonderfully. Until we understand that we are fearfully and wonderfully made by God, for God, we will not value this life that God gives us. Cho đến khi mình biết
hiểu rằng chúng ta được Chúa dựng nên cách đáng sợ lạ lùng thì mình sẽ không biết trân quý cái sự sống mà Chúa ban cho mình. We are made to live forever. If there's one thing that you need to remember from this morning, nếu mà có một việc mà các ông bà anh chị em cần phải nhớ từ buổi sáng hôm nay, quên tất cả cũng được, chỉ nhớ một điều thôi, là chúng ta được tạo nên để sống đời đời. We've been made to live forever, not just for this 80 years in life to get married, get divorced, have a whole bunch of kids that you put to college and die. That's not why I'm here. I'm not here just to have a family and have kids, have a church and then die. Tôi không phải được dựng nên, tôi không chấp nhận rằng tôi đến đây trên đời này chỉ có gia đình, có con cái, lo cho nó ăn học, cho vợ chồng xong, có hội thánh rồi nằm xuống chết. No! I refuse to accept that. Tôi không chấp nhận cái điều đó. Because I know better from the Word of God. Tôi biết rõ hơn trong lời Chúa. Chúa tạo nên chúng ta để sống đời đời ở trong nước Chúa. Quý vị phải quyết định cái điều đó. You have to choose that. But if you're going to say, 80 years, that's all. That's all I need. Well, I'm sorry. I'm sorry for you if that's the case. Đáng tiếc cho các bạn. Nếu mà các bạn nghĩ rằng mình chỉ sống ở trên đời này có vợ, chồng, con cái, công ăn, việc làm, thừa hưởng. Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời hả? 20 năm đầu. Sao? Sung sướng. Tôi không biết các bạn đó. Thôi quý vị hát đi. I'm not gonna sing that one. My goodness. We are made to live forever. And that's why God not only shaped us, but He has shown mercy to us. Ngài thành hình chúng ta và Ngài thương xót chúng ta. Câu 17 và câu 18: Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu thay cho tôi, số các tư tưởng ấy thật lớn thay cho tôi. Nếu tôi muốn đếm được các tư tưởng ấy thì nhiều như khác, khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa. Cuộc đời này, khi chúng ta chết đi thì chúng ta sống lại ở đây. Khi mà tôi tỉnh thức, tôi sống lại. Tôi sống lại ở trong Chúa. When I wake up in your arms, in your presence. That's talking about life and death and resurrection. Nói về sự thương xót Chúa cho chúng ta được sống lại. Và cuối cùng, chẳng những là Ngài thấu triệt chúng ta, Ngài tìm để cứu chúng ta, Ngài thành hình tâm linh chúng ta, Ngài thương xót chúng ta, mà Ngài cũng thánh hóa chúng ta để trở nên giống như Ngài. He searched me and seen through me. He sought and saved me. He saved my soul. He has shown mercy. And surely He will sanctify me to look like Him every day from then on. Chúa tạo chúng ta lên để chúng ta được trở nên giống như Ngài. Cái câu trong mấy cái thiệp Giáng sinh, the hallmark phrase that they say, He has become like us so that we may become like Him. Ngài trở nên như chúng ta để chúng ta có thể trở nên giống như Ngài. That's beautiful. Để chúng ta trở nên giống như Chúa thì Chúa phải trở nên giống như chúng ta, để chúng ta được từ cái chỗ đó mà đem chúng ta lên để giống như Ngài. That's why I'm here. I mean, not here in this church, but here in this life. Đó là lý do tại sao chúng ta sống đó quý vị. Chúng ta sống để chúng ta trở nên giống như Chúa. Vì đó là cái chương trình mà Chúa đã đặt sẵn cho. Cho nên xin Chúa ban cho quý ông bà chị em trong mùa Giáng sinh năm nay, đặc biệt là quý vị nào đã có cơ hội học Thi Thiên 139, quý vị trở về và xem lại những câu này với cái dàn bài mà tôi đã trình bày cho hội thánh.
Nhưng mà những người nào mà chưa học, if you haven't, you will have a chance in that. Quý vị về đọc lại và xem lại như thế nào. Chúa đã thấu triệt chúng ta. Chúa đã tìm và cứu chúng ta. Chúa thành hình đời sống tâm linh chúng ta. Chúa thương xót chúng ta. Và Chúa thánh hóa chúng ta mỗi ngày để giống như Chúa càng hơn. He searched me and seen through me. He sought to save me. He shaped my soul. He has shown mercy. And He has sanctified me. Let us stand and pray. Mời quý vị đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Lạy chào thánh của chúng con một lần nữa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con cơ hội để nghe lời Ngài, để học hiểu lời Chúa. We give thanks to you, Lord, for giving us the opportunity to read and understand your word. Now we pray that you will help us to live it accordingly. Xin Chúa giúp cho chúng con sống theo lời Chúa dạy chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị an toàn. Những phúc hòa vui trong buổi lễ Giáng sinh. Thứ nhất, chúng tôi xin được có những phúc hòa đến cho quý vị lãnh đạo, quý vị tôi tớ trong hội thánh của chúng ta. Xin mời quý mời ở một sư phụ thân nhân. Quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay ông bà một sư phụ thân nhân. Và qua những năm vừa qua chúng ta thấy phụ để trao phần thưởng ở trên bàn cho mấy em. Hồ Thế Vinh hạnh gì chắc hai em đưa luôn cho chị. Bốn tự trở xuống thì có bốn em đi rồi. Hồ Thế Vinh hạng gì và Princeton hạng khuyến khích. Cũng là khuyến khích là em Shana Vũ. Shana Vũ, có một trường hợp đặc biệt là em Sunny Lu, tức là cháu nội của cô Lan, em bị bệnh nhưng mà cũng cố gắng học. Thành thử ra em bị một lỗi thôi, thành thử ra được hạng gì. Samilo không thấy đi bữa nay, thành thử ra là con đưa cái phần của Samilo đây. Đó là các em nhỏ nhất trong hội thánh chúng ta thi kinh thánh. Bây giờ các em xong rồi thì sẽ tới mấy em từ 5 tuổi tới 12 tuổi. Cái lớp này đó, đặc biệt là các em cảm ơn rất là nhiều. Thành ra là cảm ơn Chúa là cha mẹ đã chịu khó nhắc nhở và dạy các em. 5 tới 12 tuổi, em Thomas Chế hạng nhất. Ni Chế hạng nhất. Thấy hầu như là gia đình Chế hạng nhất rất nhiều. Dorothy Chế. Các em nghe kêu lên thì lên nhanh để chúng ta đỡ mất tiền. Đặc biệt em đoàn thiết chế này đó, em vừa học nguyên cái đoạn kinh thánh bằng tiếng Việt rồi lại học nguyên cái đoạn kinh thánh bằng tiếng Anh. Em rất là cảm ơn em, tôi có một phần thưởng đặc biệt cho đoàn thiết. Oh yeah. Tiếp theo hạng nhất nữa là Khang Lê.
nhất mình cậu này. Thánh nhất nữa, Tiffany Trần. Đầu tiên là cậu con. Mẹ 100 điểm tức là không có lỗi nào thì hạng nhất, bị một lỗi là hạng nhì. Hạng nhì thì có em Minh Chế. Xong các em từ năm 12 tuổi, bây giờ các em từ 13 tuổi trở lên, các em có thể xuống.
chắp bỏ. What's first play again? Mm-hmm. What first play? Mm-hmm. See? See? You just spent another little more time. Oh, well. I got cards. Bleeding liver. Yes.
thing glitter came out. Mỗi tuần quý vị nghe tiếng đàn và trong ban hát cũng có cái người mà tập hát cho ban hát trong hội thánh của chúng ta. Đó là cô Phan Bích Thủy và cô Phan Minh Trang. Mỗi lần mà quý vị nhóm xong mà quý vị muốn có một bài giảng hoặc là cái chương trình của hội thánh trong cái ngày chủ nhật đó, quý vị sẽ đến gặp ông nào? Nguyễn Hải, mời Nguyễn Hải. Và phía trong phía ngoài vấn đề lo tiền, lo sửa sang những cái tủ lạnh, những cái máy lạnh thì chúng tôi cũng không quên. Những công khó của ban lãnh đạo và thờ phượng anh ngữ English Worship and Leadership Team. Trong đó có Stephen Nguyễn, leading the Bible study discussion. Michelle Nguyễn, worship leader. Người mà trong lãnh đạo mà lo công việc nhiều nhất là cô Trần Minh Lý. Có những người worship leader Naomi Phan, Châu Lâm, Serena Phan thì lo vấn đề âm nhạc của worship và Tina Hồ, activity coordinator. Là những người đã lo trong English Ministry cùng với lại sự phản nhiệm. Tiếp theo đó là có những giáo viên của thiếu nhi và di đồng. Quý vị cũng biết là thấy là trên này khi mà các đây là nhờ những đây là có những giáo viên của thiếu nhi và nhi đồng, là những cô giáo, thầy giáo cứ dày tâm để mà công sức để mà dạy cho các em, các cháu trong vấn đề Kinh Thánh và lời của Chúa. Tôi xin được mời cô Vũ Trương Linh An, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cô Huỳnh Nguyễn Hoa, cô Nadia Đạt Hồ, cô Nguyễn Hoàng Liên Phương, cô Huỳnh Thị Thúy Phượng, anh Trần Chế Đình Thiên, cô Lâm Tú Vân, cô Cầm Bích Vân và cô Trần Chế Thủy Lý. Đó là những giáo viên thiếu nhi và ban di động. Xin Hội Thánh cùng cho một tràng pháo tay. Những này giáo viên này là cô mầm non của there we go, boys. No. I need to finish my drawing. You messed up my drawing. No. Dot. Here.
Or Dumbo. Oh yeah, I think that's you. Dumbo. Ooh. Yeah, for real. No, for real. Look, he's set. Nếu mà chúng tôi có những thiếu sót nào thì xin thánh quý vị tha thứ cho có những người nào chúng tôi không có thể có nêu danh trong giờ này, xin quý vị cảm thông. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với hội thánh trong một năm qua. Chúa ban phước cho tình yêu của chúng ta và thánh có trên tiến triển về phần tâm linh cũng như mỗi mang về trong vấn đề xây dựng nhà thờ. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng với mọi người chúng con từ nay cho đến ngày chúng con. Amen. Chúng ta bước vào